sầu riêng, đậu xanh mềm mại, bóp da cũng được. Anh mềm mới dẻo đó. Ăn nàng có thì liễn hơi hỏi gì chất tổ lý, hủ diện sục hủ hơn à. The way is sharp and delicious. Mình làm bánh mía mình pha bột phải là 200g bột mì, 300g đường cát, 40g dầu ăn, 101g nước lọc nhé các bạn. Đó là như vậy đó. Với căn ở địa chỉ có cơ sở phẩm này cho hay 300g miền phẩm, 35g hay thòn, 45g dầu. Mấy giờ dầu tắt á, thì cho dầu xăng dầu mấy dầu tắt ha. Dắt bạc dắt có coi hay chinh sủi ha. Cảm ơn thầy là bảy mày lọ lấy rồi chạy lú mày á. We have 200g purple flour and 35g sugar, 40g oil, 110g water, right? Okay, we put them together, everything okay? Water first, sủi, dầu, ha, thòn. Cũng hơi bị lú quần này xin. And we put them easy little by little, okay? Để sao rồi đó? Đó, nó thì muốn chai hồi giờ, ít chai hồi giờ ngành ra ha. Mình chỉ có quậy như vậy thôi nha, các bạn chọn nó lên thôi. Chứ mình đừng có là nhồi nha. Nếu mà mình nhồi là nó dai nha, nó thành một cục vậy là được. Ngó tì hay cẩm nhắn lú hoành hội ha, mũ chút hội. Đó, lú hoành hội cũng là tắt trở là. Nè, cũng hơi chi mài trở là. Cũng có thì ở tay lỡ mà mình múc ra đây để một lát mình lấy cái thau này mình trộn cái bột kia nha. We put in here everything, right? Flour, opal flour, mì gia dụng có loại này nha. Ngồi dùng đi cho phản bịt lại cho nó ngồi khoảng 15 tới 20 phút. Đó, mà tay rồi. Cân sầu riêng nè. Đó. Hai muối sầu riêng là 325g. Tí co hay 36g. Rồi sau khi mình lấy hạt ra để coi còn bao nhiêu. 245g nè. À, ngõ thì lỏ cho đi quạch cho lì hơi chừng dầu gì bác si sậm cam. Ok. When after take off the seed, you still have been 245g. Ok. Cái sầu riêng này á, nó đã ngọt rồi. Mình bỏ đường vô mình trộn là được rồi đó. Liên bỏ khoảng 30g. Mình không có bỏ đường nhiều. Tại vì cái sầu riêng này nó quá ngọt rồi. Rửa thiệt là chậm nha. Đó. Thì mình chọn nó vậy đó các bạn, chọn khi nào mình thấy nó sang trong lại là được đó các bạn. Rửa riêu riêu thôi ha, nó thơm, mùi sầu riêng bốc lên quá trời luôn nè. Tí lầu liền nó hơi hổ thiềm, ngó bị 30g thòn là hơi tí lầu liền nó dễ kiến hổ thiềm cơ. Cũng ngó thì cũng chỉnh hoành chuẩn hơi á, pin chinh chinh tí xích cũng mà sụp sảy chỉ hơi cùng loại. Bị xíu xíu dìm là hơi đó, đẳng hơi hòa phái mũ cùng khăn kẽn á, chút chút xíu muối nha. Mình xảy rồi xịt đó là hơi giờ chụp sẵn lì mà cũng mà tắt cơ là đó như vậy là được rồi đó. Sturdyan, this one very sweet so I just put in 30g and little bit salt, that's it. Rồi cũng tắt lên được rồi đó các bạn. Vô nấu nha các bạn. Nó thì phú lục tẩu ha, tí xíu xíu sủi, nhất tí sủi tắt là we cook and the mung bean first. Tí sủi đó, tí sủi á, xíu xíu sủi rồi cũng tắt cơ là ha, ít ít nước được rồi khỏi có nhiều ha, đậu xanh nó mau mềm lắm, ngâm một đêm rồi. Với cá mà thì pu hay xíu xíu sủi tắt là mình xảy gồm to sủi với mày chăm chở cho mạng nuôi thiên con là lý được bị qua rồi. Các bạn thấy cái đậu xanh nó sền sệt như vậy nè các bạn, nó còn nước nha. Với cá mà thì pu tu hay cũng vợ đậu xíu xíu sủi cũng ngồi để cá pasta kem thòn á, tiện cho 80g thôi nha các bạn. We put the sugar on 80g. Mình phải có nước một chút nha. Răng này thì lỏ coi lì đi đồ tả. Mình sẽ thêm một chút xíu muối nha, xíu xíu dìm shot. Đó, tắt chỗ đó hả. Bây giờ mình đổ ra đây hết nha các bạn. Ngồi thì lưu hoành hợi cái cá lên là thì dầu bị ít tí dầu là qua mày cũng vừa chi hoạt ha, ít tí dầu 30g dầu, 30g dầu ăn các bạn, 30g ôi ngồi để bị ít buồn xin mình cho phân nữa chứ một lát mình cho thêm nữa với ra cho tủ cho 10g lại thêm ha. Rồi bây giờ nó hết chín chảo rồi đó các bạn, nó cũng thành một
khói rồi á. 30 gram dầu ăn thì ok ha các bạn. Nãy với cá thì cũng tắt là it's ok nào. Giờ mình sẽ canh đậu xanh nha các bạn. Cân của nó là 55 gram. Chỉ đồ bỉ hay si 10 gram 40 nha các bạn. Mình gàn nó ra ha. À, sầu riêng 15 gram. Tổng cộng 55 gram. Có hay lầu liền hay 10 gram ha. Mà 5 gram giá chạy ha. Để chỉnh với dịp bẻn á. Thùng mà dịp bẻn cái đi hãm vô ngàn vô kịp. To đi dầu. Chồng dầu đi chỉnh đi ra để vô diễn đi lục tẩu à đi lầu liền à hơi vô sung phầu à hơi hỏi gì hàng ngàn à, nếu mà mình làm bánh này á các bạn mình không thể nào xên cái dân mà nó đặc cứng giống như là bánh trung thu nha các bạn. Cái này mình ăn nó chảy ra nó mềm nó tan ha. Mình không thể làm cái nhân mà nó hơi khô nha các bạn. We put in this one the mung bean and 40 gram and sturdian 15 gram. So together the total 55 gram. Right? We don't make them too dry. The mung bean eat it don't taste good. So this one very sharp. Right? Mình phải làm nó dẻo nha. Làm nó phải hơi nhão nhão. Nếu mà mình làm đặc quá đó thì nó thành cái nhân bánh trung thu rồi. Nè, hãy cẩm tắc đó. Cẩm qua thì chủ hơi sung duyện ti có co hãm. Hỏi gì chủ cũng con cái thồng hào hữu xịt cơ rồi cấm ngoài cây chục trụ sai thì cấm lắm đó cũng sập đi ra hãm 55 gram. Bây giờ mình làm cái phần bột dầu là mình để mấy cái hiệu này mình xài để đây cho các bạn dễ coi là mình để cái hiệu ha. 40 gram bột năng, 40 gram bột mì, 30 dầu ăn thì mình xài loại dầu phộng nhé các bạn. Mình muốn xài dầu hướng dương, dầu ăn gì cũng được hết trơn nha. Rồi, bột mì, bột năng, giá bảy hãy tù bí liệt, chi tù chứ dành tiền xảy vào mình ngồi dùng biến chủng. Ngồi dùng đi cho dầu lá sáng phẳng, miền phẳng. Sáng phẳng là cho 40 gram, miền phẳng cho 40 gram. Dầu là giờ hãy 30 gram, 30 gram oil, flour, 40 gram. Tapioca 40 gram using this brand, okay? So I make it like this, easy to looking how many gram and we make together. Cái miền phẳng là gì đó, ha? Sang phẳng, bột năng, dầu, dầu ăn đó các bạn nhé. Đó, lấy đồ đậy lại nhé. Các bạn ơi, bây giờ cái mình có loại màu thực phẩm của Mỹ, mình xài cái này, It's America hay Mỹ Coca. He put in red color màu đỏ nha, hùng xích. Sầu xiên rồi thì bị căng sủi xiên, hãy cầu một câu xin ha. Nhiễu vô, một giọt, hai giọt. Lỡ tịch giữa một câu rồi xin choi bỉ con. Nhưng mà không đủ thì mình bỏ thêm nha các bạn. Đó. Bây giờ là nó hình như nó chưa có đủ lỏ. Mình thêm một giọt nữa. Sam tịch á. Rồi mình để đó đi. Ngồi tay đồ lắm. Sẽ bỏ một chút xíu dầu ở đây để cho nó đừng có dính. Ngồi tay bỉ xíu dầu tặng hai mũi chia. À, mảnh cái này chia dầu mà phạm. Đỏ đi tí cho lì. Giờ mình đem cái này ra nha các bạn. Đó. Mình không có làm cho từng cái nha, mình làm xong mình cắt ra bỏ lấy dòng chỉnh hay tục co. Bây giờ mình bỏ đây gói lại nó nha các bạn. Đó thì bị đi dầu là để toán hay mũ chi sủi phảnh ra giữ bao giờ dầu phảnh với lấy ngồi thì là ngạn hôi rồi là mình cán nó ra đó các bạn. Lần nó ra ngồi thì tả hôi hồi sung đi hay cổng ha, cổng ngồi thì là chỉ phải xam hạ đó. Đó chỉ phải xam hạ cổng ngồi thì dầu ngạn tròn rồi đó. À, mình làm lăn cho nó gài ra ha các bạn. À. Đó. Và mình cũng gấp nó lại 3 lần nữa nha các bạn. Đó, làm 3. Giờ mình sẽ cán nó dài ra nữa. Thì nếu mà mình muốn lót nhiều thì mình cán nhiều lần lại, còn mình không muốn lót nhiều quá thì mình cán ít lại nha các bạn. Khỏi cán từng cái nó lâu ha. Cẩm chỉnh hơi phai kia ngõ tới giờ chỉnh coi hay cẩm nó kỹ hữu á ha. Nó thì cho chỉnh to chị thêm ha, mình làm thêm lần nữa vậy là được á các bạn. Mình chia ra 10 cái nha cẩm tắt cái lăng nó thì phanh hơi sập con. Mình sẽ lấy cái đồ này ịnh nó một cái 10 cái ha. Nó thì danh hơi cho lì sập con. Đó, mình ấn được 10 cái này nó còn dư. Còn cái này á, nó hơi mỏng thì mình có thể mình để lên đây nhé các bạn. Rồi, mình để đó. Dư mấy cái đó thì mình bỏ vô đây cho nó cân đúng luôn. 45 g nhân là 55 g cái bánh 100 g mà các bạn. Tráng nó hơi vừa vừa mỏng thôi, đừng có mỏng quá nha. Lấy cục sầu riêng mình bỏ lên nhé.
lại. Không kho tôm nó cũng dễ. Đó, rồi mình làm nó tròn lại nha các bạn. Mà mình làm bánh trung thu á, mình ịn ra nè, nó vô nhé. Nó tìm sấy lỡ sổ ách lỡ đi rồi dây ách thôi tắt cả hang rồi tay mã pin cũng ngồi cây chục trụ đó. À, mình tiếp tục làm rồi mình túm đó, nó dư dư chút xíu ở trên đây nè, nó dễ túm mà đó. Cắt sẵn mấy cái giấy dầu này nè, mình bỏ qua vậy đó. Đó, miếng ngò chuột kỳ phanh nó hỏi gì chỉnh đi coi gì xin ngõ lưỡi kỳ phanh ngồi hãy cũng chỉnh á nè, danh hơi lọt lĩ tục đó, cái chữ hỉ nè các bạn đó. Cũng tắt á, cây chục chỉnh nè, thì cũng danh hồi liền về liền hơi cũng nè thầu kỳ đó, dẫu cây danh cũng hơi len len mà tắt lắm. Lấy một cái chồng trứng đỏ đỏ cho con cây tản hoặc phạt cho hồi quanh ít dục phạt tôi hoàn thành giấy ca sủi ca mới tiền hay tản tắt là cái đi mù bách cũng là sâu đó tắt á thì mà mảnh sâu hồi cả pin pin tàu ha biết thùng thì mà mảnh sâu mảnh cái hơi lắc cái đi ngàn xích cho mình quét cái vòng tròn đây trước, còn cái trên có mật quét nó từ từ, những lúc quét đó, nó tèm lem da nha. Mình sẽ bỏ vô cái lò nướng 10 phút à 180 độ C. Mình để nó hơi cao, bây giờ mình phải hạ cái tầng xuống một chút xíu các bạn. Bây giờ là mình quét thêm miếng trứng một lần nữa, là mình quét ở dưới đây nha các bạn, rồi mình đi nướng thêm một lần nữa nha. Ở thì với cá lê chầu xài to cho chăm tản trang hãy chắc pin đi đâu cũng ngồi thì cho vui to giá trị thêm à, hãy ba phân chung là cấm khỉ vui sạch phân là ha. Mình nướng thêm 8 phút nữa rồi mình sẽ bỏ vô lại mà tỷ hệ ba phân chung ha. Bây giờ từng ngăn dưới nha, mình trễ cho nó 8 phút thôi các bạn. More minutes. Bây giờ mình đã nướng xong mấy chiếc bánh này ngon ngon chỉnh nhìn rõ mấy gà bẻ nè các bạn ơi. Mình cắt da phân nửa nè, mình thử nè, bóp da cũng được nè ha, nó mềm nó dẻo lắm ha các bạn. Nàng có thì liễn hơi hỏi gì chất tủ lì ha, có tí hủ diện sụt hủ hơn à, thấy không các bạn. Sầu riêng đậu xanh mềm mại ngon lắm các bạn ơi. It's very sharp and delicious đó, mình bóp nó một cái nó chảy ra nè các bạn ơi ha, chứ không phải mà cứng giống như là bánh trung thu nha. Không có các bạn ơi, ăn thử cho các bạn xem nhé, ăn một miếng là ngon lắm các bạn ơi. Hủ hang hủ quạt cái đi lục tẩu mấy lầu liền hẳn hủ hang hủ quạt hủ hang lầu liền trời hủ quạt bởi vì miệng nó giòn tan ngon lắm các bạn ơi. Làm thử mai mốt liền sẽ chỉnh lại để ngăn dưới. Hồi nãy Liên nghĩ lần thứ nhất để ngăn trên đó, nó hơi quá nóng ha, mà mốt mình sẽ để ngăn dưới nó tốt hơn. Rồi thì tài dạch vui á, tay hạ tay cái chẳng hữu tiên tay sợn cu chẳng lẽ hơi dịch tù lá coi gì ta sở hơi dỗ xíu xíu hát hát á đó, một cảnh vừa hữu không ha. Hữu thịt chỉnh tàu xa bao tàu dùng bao dắt tình vô chỉnh hơi nằm có đi hỏng sao xịt hay ngạo hơi piêu cho lẽ chửi pin được à. Vô ngạo là cái gì bẻ không con chồng hủ xịt là ha. Mình làm cái món này á các bạn, ăn vô mình cắn vô nó chảy hai bên mép miệng mình á, mấy lần ngon mà thơm nha các bạn. Nếu mà trường hợp các bạn làm giống như là bánh trung thu á, cái nhân á hơi cứng á là không có ngon nha các bạn. Ngon. Good. Cảm ơn cả nhà xem video của Liên. Thích Liên làm món bánh mì, nhớ nhấn like và chia sẻ ủng hộ cho Liên để Liên có động lực làm thêm những món ngon ăn nhé. Mooncake, you know, it's a delicious. Right? The mung bean very soft and moist. When you bite and come out your lip and taste very good, delicious. Thank you for watching. If you like, share and subscribe. Thank you.